Ủa Minh, sao nhăn nhó dữ vậy? Bài này dễ không ra. Để Kim chỉ cho. Bài này dễ mà. Khi nào mà cần Kim giúp á thì nói nha. Kim, Kim để Tú lâu chưa? Kim mới tới hả? Tú, đi xe này đi cho nhanh. Địch vẫn chưa có dấu hiệu rút lui. Giờ phải làm sao đây? 36 kế dùng không thành kế. Nhẹ vậy. Tôi nhớ là tối hôm qua tôi ôm gói ôm ngủ mà ta. Kỳ ghê ha. Ủa, sao tự nhiên đổi chỗ? Cho mày với Thanh ngồi chung cho dễ nói chuyện hơn. Mày chỉ coi tao là bạn thôi. Nhưng mà mày đừng có đụng chạm quá mức như vậy. Coi chừng tao thích mày đó. Nếu vậy thì mày thích tao đi. Không lẽ là tao bu dính mày như vậy. Mày không biết là tao cũng thích mày hả? Mày thích tao á? Ừ. Bạn bè nhìn vô ai cũng biết hết á. Có mình mày là cứ ngơ ngơ cái mặt ra không biết thôi. Mà thôi, tại mày hỏi nên tao mới nói. Không cần phải lo lắng căng thẳng gì đâu. Cứ từ từ suy nghĩ. Mày hãy lắng nghe con tim mình. Để xem mày có thích tao không. Mày có bao giờ nằm mơ thấy tao không. Mày có bao giờ thấy nhớ tao những lúc mà không gặp tao không. Sao mày nói là mày cho tao thời gian suy nghĩ mà. Thì mày suy nghĩ đi. Tao có làm gì đâu. Mày lẩm bẩm hoài sao tao suy nghĩ được. Ờ vậy thôi. Tao im. Không nói gì nữa hết. Rồi sao mày chưa về nhà mày nữa? Mày tính ở đây tới bao giờ? Nè, chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện tao xin qua đây để ôn thi. Tao xin phép phụ huynh hai bên rồi. Mẹ tao cũng cho, mẹ mày cũng cho nữa. Thì liên quan gì? Mày ôn thi thiệt không? Thiệt chứ sao không? Tao đã nói với mày là tao sẽ trở thành trụ cột để gánh vác gia đình mình mà. Với cái đầu của mày thì thôi bỏ đi. Thôi mày nằm dưới đi. Mày muốn tao nằm dưới hả? Mày nghĩ cái gì vậy? Ý tao nói là mày ngủ ở dưới đi. Còn khoảng 3 tháng nữa là thi đại học. Tối nào cũng phải thức khuya ôn bài. Sức khỏe thì ngày một yếu. Đã vậy còn bị bắt ngủ dưới đất nữa. Kiểu này là bệnh luôn. Chứ thi cử gì nữa. Ba mẹ ơi, con có lỗi với ba mẹ. Con là một thằng con trai bất hiếu. Thôi, tao thừa biết tính mày rồi. Có nói nữa cũng vô dụng thôi. Minh. Ê, mày suy nghĩ ra chưa? Ban đêm thì ngủ chứ nghĩ gì? Ờ. Nè, đi tắm rửa thay đồ đi. Tao chuẩn bị cặp sách cho mày hết rồi. Cho hai tụi bay ở với nhau thêm chút đó.
Ê Minh, sao lâu quá vậy? Đi. Ủa gì vậy? Tao không có ý hỏi mày đâu. Nhưng mà mày nghĩ sao rồi? Hả? Chưa nghĩ gì hết á. Ờ, vậy lát nữa lúc mà tao chạy xe á, mày không làm gì thì mày suy nghĩ đi nha. Nha. Mày nói nhiều quá à. Đi đi. Tân Lệnh. Người là chân ai. Mày làm gì vậy? Ôm vô của chừng té. Gần cạnh anh đây, muốn nói biết bao điều. You make me crazy, baby that's so cute. Mặc kệ sai trái, em cứ yêu anh nhiều. Người là chân ai, I love you. You make me crazy, baby that's so cute, baby that's so cute. Ê, mày dính nó càng ngày mày không có chán hả? Không. Mày u mê nó quá đi thôi đó. Mày cho không biết nhìn hả? Đàn ông con trai đâu mà yếu đuối. Không bằng đứa con gái nữa. Đúng là cái thứ săn phai nhớt. Mày quá đáng lắm nha thằng. Trời ơi, anh trai. Mình là anh em chung một nhà mà. Anh làm gì căng vậy? Nè, đường đường tao nhìn rồi mày làm tới. Mày nói tao sao cũng được, nhưng mày đụng tới bạn tao là tao không nhịn mày nữa đâu. Mày không nhịn? Mày không nhịn mày làm gì tao? Quýnh nhau không? Ê, nè nè nè. Cái gì vậy? Có gì tao từ nói, bạn bè chung lớp hết mà. Mày dắt mình vô lớp đi. Vô lớp mình. Tao cột dây dài cái. Nãy mày mới nói gì đó? Chà, mày lật mặt cũng lẹ quá ha. Muốn tao nhắc lại ha. Không chỉ lật mặt lẹ đâu, cú đấm tao cũng lẹ đó. Thử không? Làm thử. Lần sau mày còn đụng tới bạn tao nữa, không có nhẹ gì đâu nha mày. Chắc là tầm 5 phút nữa là hợp xong anh. Anh Tùng. Chào em. Hôm nay lên trường có việc hả? Ừ, anh có hẹn. Mà anh Phúc đang có cuộc họp đột xuất cho nên là bọn anh phải đây chờ nè. Hôm bữa em có gửi anh mấy mẫu thiết kế, anh xem qua thử chưa? Ừ, anh xem rồi. Nói chung thì anh đánh giá cao mấy cái mẫu thiết kế của em. Nhưng mà có một vài điểm. Thì hôm nay em rảnh á, cứ qua công ty của anh. Rồi anh lấy một số mẫu, rồi anh chỉ trực tiếp cho em. Dạ, em cảm ơn. Vậy anh nói rồi thì phải giữ lời á nha. Ừ, đương nhiên rồi. Hôm đó có bữa tiệc, có rất là nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Nếu mà em rảnh thì anh qua chở em đi. Em rảnh, em lúc nào cũng rảnh luôn á. Tham lắm cô, lo mà học hành đi biết chưa. Dạ. Ê Tú, đi đâu vậy? Thanh có xe máy, để Thanh chở đi cho nhanh. Giới thiệu với anh, đây là Thanh, bạn em. Còn đây là anh Tùng, nhà thiết kế thời trang. Chào em. Chào anh. Bắt tay chứ không phải vật tay đâu, dùng sức nhiều đấy. Em chào thầy. Thầy. Anh hai, sao ra trễ vậy? Kim là em thầy, vậy thì... Tình đi đâu à? Người yêu của anh Kim là nhà thiết kế thời trang á. Nên tôi nhờ Kim dẫn qua để đánh giá vài mẫu mới. Có gì tối em nhắn tin anh sau nha. Giờ tụi em xin phép đi ra lớp. Em chào thầy. Bye bye em. Em từng nghĩ tới việc nói ra tình cảm của mình chưa? Có nói hay không cũng không có khác gì. Chưa thử sao biết là không khác? Không phải là em không muốn thử, mà ngay từ đầu đã không có chỗ cho em rồi. Để Thanh cầm cho.
Tú. Nếu được tỏ tình thì mày thích buổi đấy sẽ như thế nào? Tao không quan trọng là nó như thế nào, quan trọng là người đó là ai. Nếu là người tao thích thì tao sẽ đồng ý, còn không thì thôi à. Mày thích ai rồi à? Tao thích mày đó. Còn mày? Tao cũng thích mày. Vậy sao giờ mày mới nói? Tao sợ mày không chịu. Tao muốn chắc chắn rồi mới nói. Bọn mày thường nói tao ngốc, vậy mà tao thấy mày ngốc hơn á. Mày nghĩ sao rồi? Im cho tụi nó học. Thì tao im cho tụi nó học. Chuyện của mày sao rồi? Xong rồi. Xong rồi là sao? Là đang quen nhau đó. Tốc độ gì ghê vậy? Ê, chỉ tao coi. Đơn giản lắm, chỉ 3 chữ: đẹp là được. Cứ rề rề vậy không biết khi nào mới xong. Thà một phút huy hoàng rồi được tắt, còn hơn le lối suốt trăm năm. Mày xong với tao rồi nữa. Tèm ơi, dạo này tự nhiên quan tâm chị dữ vậy? Thì đừng có nói là em thích chị nha. Em không phải là thích chị. Em còn nhỏ, em chưa biết thế nào là tình cảm trai gái đâu. Đối với chị có thể là cảm giác của một người thân, hoặc là chị bảo vệ em quá nhiều lần. Khi nào em bình tĩnh lại em sẽ nhận ra đó. Em đã 17 tuổi rồi, em không phải là con nít mà em không biết phân biệt đâu là tình yêu, đâu là tình thân. Không, nhưng mà chị có thể không chấp nhận tình cảm của em, nhưng chị đừng nghi ngờ nó. Không khi nào. Chị Oan. Chị có sao không? Chị không sao. Em qua đây chắc là nhận ra vấn đề đúng không? Nhận ra vấn đề gì vậy chị? Thì chuyện em ngộ nhận đó. Em đã nói rồi, chuyện tình cảm không phải là chuyện đùa, đừng nói chơi. Và một khi em đã nói ra thì nó suy nghĩ rất kỹ rồi. Chị phải cẩn thận chứ. Cảm ơn em, chị không sao. Nào qua đây có chuyện gì vậy? Thằng Nghĩa có chuyện muốn nhờ chị. Chuyện gì? Dạ em nghe chị hai. Ra quán nước đi. Dạ, có chuyện gì vậy chị? Cứ ra đi rồi biết. Nhớ mặc đồ đẹp vô. Ủa là sao? Ủa? Là sao ta? Ê Minh,
đứng lại đó. Đúng rồi, chỗ đó đó. Ủa, mày làm gì trên đó? Tao có chuyện muốn nói với mày. Khoan, mày muốn nói gì mày xuống đây nói. Thì mày cứ nghe tao nói đã. Mặc kệ sai trái, anh cứ yêu em nhiều. Người là trần ái, I love you. Cần cạnh em đây, muốn nói biết bao điều. You made me cry, baby that's so cute, baby that's so cute. Sớm quá à. Minh, tao thích mày, làm người yêu tao nha. Mặc kệ sai trái. Yeah. Mày hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đó. Tao có phải con nít đâu. Cần cạnh anh đây, muốn nói biết bao điều. You make me crazy, baby that's so cute, baby that's so cute. Mặc kệ sai trái, em cứ yêu anh nhiều. Người là chân ái, I love you. Cần cạnh anh đây, muốn nói biết bao điều. You make me crazy, baby that's so cute. Tại sao mà nhớ thương hoài suốt đêm dài, ước mong người về trong nắng ban mai. Vẫn vương nhiều mây, biến yêu rồi đấy sao về là không thấy. Chậm lại vài giây để nói một lời, muốn một đời sẽ không rời từ mưa cuốn mây trời. Gió lay cành lá, bão giông cùng hóa sang hồng vì anh tới. Yêu đi sợ gì anh hỡi, mặc kệ sai trái, em cứ yêu anh nhiều. Người là chân ái, I love you. Cần cạnh anh đây, muốn nói biết bao điều. You make